xin chào quý vị, xin mời quý vị theo dõi phần điểm tin buổi sáng ngày thứ ba, 19 tháng 3 năm 2019. Đầu tiên là tin liên quan đến Tổng thống Trump. Tổng thống Trump bị nhiều giới chức đảng Cộng hòa chỉ trích vì một số chính sách gần đây. À, tin cho biết là hiện ngày càng có nhiều chính trị gia thuộc Đảng Cộng hòa còn đang tại chức hoặc đã nghỉ hưu lên tiếng bày tỏ sự không đồng ý Tổng thống Donald Trump, dù trực tiếp hay nhắn tiếp. Đặc biệt trong đó có hai anh em à, của cựu Tổng thống George W. Bush. Hôm Chủ nhật 17 tháng 3 sau khi Tổng thống Donald Trump liên tục gửi tweet ra tấn công cố thượng nghị sĩ Đô, uh, McCain với lời lẽ thật tệ. Thì bởi vì ông có bài báo nói rằng là ông McCain đã từng là nộp một số cái hồ sơ của Donald Trump cho Quốc hội. Thì bị ông Donald Trump mới tweet ra chỉ trích mình thật tệ. Thì thượng nghị sĩ Lindsey Graham thuộc Đảng Cộng Hòa, tiểu bang South Carolina, ông này bây giờ đang là chủ tịch ủy ban tư pháp tự viện. Thì ông tweet ra ông gửi, ông nói này Ông McCain là một trong những người có ảnh hưởng nhất trong lịch sử Thư viện Hoa Kỳ và không có gì thay đổi hoặc làm suy giảm được giá trị về sự phục vụ của ông. Đó là ông Lindsey Graham nói như thế. Ở trong cái đó một bản tin khác cho biết là cựu thống đốc Florida là ông Jeb Bush cũng nói rằng người nào sẽ phải có người nào thuộc là Cộng Hòa phải ra ứng cử khi này để chống lại ông Trump. Cái điều này là hiếm có xảy ra thường thường đảng nào đương nhiệm mà có tổng thống bị ốc thì không bao giờ người ta đưa ứng cử viên ra ứng cử trong đảng để ta dồn sức để cho tổng thống đánh với đảng bên kia. Nhưng mà ông Jeb Bush thì bây giờ đang kêu gọi như vậy. Ông cũng từng đã ứng cử sơ bộ năm 2016 nhưng mà thua ông Trump. Rồi ông Bush, George W. Bush, tổng cụ Hoa Kỳ thì ngày hôm qua cũng có xong một phát biểu về vấn đề di dân thì có nói như Di dân là ơn phước của Mỹ à, và là sức mạnh của chúng ta. Cái này nó ngược lại với cái gì Tổng thống Donald Trump làm hiện nay mà nhiều người cho rằng là Tổng thống Trump ngăn chặn những người mà di dân đi vào. Bởi vì biết là vợ của Bút con cũng là người gốc Hispanic. Rồi thống đốc tiểu bang Maryland là ông Larry Hogan cũng thuộc đảng Cộng Hòa luôn. À, vừa rồi có cái lời phát biểu Hà Mỹ là có thể ông sẽ ra đối đầu với ông Trump trong kỳ bầu cử sơ bộ của đảng vào năm tới. Thì đó là những cái tin liên quan đến cái chuyện mà một số người chống Tổng thống Donald Trump ngay trong đảng Cộng Hòa chống luôn. Liên quan đến bão lụt ở tại Mozambique thì tin cho biết có thể có tới 1.000 người bị thiệt mạng ở đây. Đó là theo lời Tổng thống Philip Nusisi. À, chúng ta biết là hiện nay không chỉ có Mozambique mà cả Zimbabwe kế bên luôn à, người ta nói là có thể có tới 1.000 người thiệt mạng và hơn 100.000 người khác đang bị đe dọa cái điều lạ là thưa quý vị châu phi là cái nước cái, cái lục địa ít nước nhất thường thường ta nghe lụt là nghe lụt ở các nước đông nam á hay những nước nam mỹ mà nghe châu phi mà lụt đó là là có vấn đề thì trong đó hai cái quốc gia mozambique và Mô, uh, zimbabwe là bị nặng nhất bây giờ sáng ngày hôm nay ông tổng thống mozambique nói là đang gửi các máy móc cũng như thiện nguyện viên và các, các phương tiện đến để cứu giúp những người này. Con số chính thức này, cho hay cho giờ phút, này thì hai quốc gia này đã có hơn 200 người thiệt mạng và bây giờ có một triệu rưỡi người đang cần trợ giúp. Tin thứ ba liên quan đến chuyện ông Jeff Bezos, tổng giám đốc và sáng lập uh, Amazon là người giàu nhất thế giới hiện nay. Chúng ta cũng biết trong thời gian vừa qua ông đã ly dị bà vợ. Sau khi ly dị bà vợ thì cái tờ National Inquiry là tờ báo lá cải, à, họ mới đăng 11 trang nói về những cái tách của cái cô mà gọi là Lauren Sanchez bồ của ông này tách cho ông này hai người tách qua lại rồi cái là trong cái bài báo của National Inquiry đăng hết chuyện hai người hẹn hò đâu ở khách sạn nào đó luôn vân thì ông vô bức mình và ông mới kêu tờ Washington Post tờ ông làm chủ tờ Washington Post mà kêu điều tra xem vì sao National Inquiry có được những nguồn này và National Inquiry mới hăm lại ông mà không ngưng cái cuộc điều tra này chúng tôi tung hết hình ảnh của ông mát mẻ với lại cô uh, Lauren Sanchez ra vân vân thì sau đó ông sẽ Bezos công không khai nói là mấy đang gọi là gây sức ép với tôi và bắt tôi làm một tin đang gọi là gọi là blackmail có nghĩa là 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 là, là tức là đòi, đòi đòi tiền tôi đó à, bắt bí tôi à thì trong đó người ta nghi ai là cái người có thể đưa những cái tích những cái cái, cái, cái lời nhắn của cô Lauren này cho tờ National Enquirer người ta nghi cái anh Michael Sanchez là em của này thì ngày hôm nay uh, tờ báo Wall Street Journal cũng như tờ Daily Bee, xác nhận là đúng là ông này và ông này đã được National Enquirer trả 200 ngàn đô la 200 ngàn đô la để mà đăng một cái chuyện mà thép loi của một tỷ phú thì quá rẻ thường cái giá National Enquirer trả nhiều lắm nhưng ông hiểu sao trả 200 ngàn bây giờ chưa thấy ông Michael à, xác nhận cái này hay không nhưng mà National Enquirer là cũng nổi tiếng là từng nó từng, từng là bởi cái ông chủ nhiệm chủ bút của tờ này là chơi thân với ông Trump mà ông Trump với ông Jeff Bezos là không ưa nhau ông Trump chỉ nói Jeff Bezos dùng cái tờ Washington Post đánh tôi thì ông Trump người ta nghĩ là ông Trump có thể kêu tờ National Enquirer chơi lại ông Jeff Bezos sang bởi vì trong quá khứ National Enquirer từng trả cho cô Karen McDougall cựu người mẫu Playboy của Playboy 200 ngàn đô la để bịt miệng của này Ờ, à, xin lỗi nhưng trăm rưỡi 200 ngàn tôi quên mất con số rồi Đúng rồi, một, hai, trăm ngàn đô la Một ngàn, đô la, năm mươi ngàn đô la Để bịt miệng cô này, để cô này không lên tiếng trước cuộc bầu cử tổng thống năm 2016 Sau đó mặc dù tổng thống Trump nói là không có chuyện này, tôi không quan hệ với cô này cả Nhưng mà tờ National Enquirer nhận tội là Dạ, tôi có mua bài báo của cô này Tôi hứa là đăng, nhưng mà chúng tôi không phải đăng, người ta gọi là uh, khi Thì Cash and kill đó, bắt xong rồi giết luôn, không bao giờ Và bây giờ cái hồ sơ đó, cái bài báo đó của National Enquirer họ giấu kỹ đi thì đó là một lần nữa National Enquirer là chuyên môn khai thác những cái chuyện này và hôm nay tờ Washington cho biết là với 200 ngàn đô la Michael Sanchez thì ông Nghèo chắc các bà chị chia sẻ chắc nói với anh em hey, Jeff Bezos bây giờ là kết tao lắm rồi không? ví dụ thằng em bảo còn lâu xạo đi má cho nghe thử coi số hàng số off rồi thế là cô này người nè cho mày có tách nè tách của tao với ảnh nè là, thì ông kiểu không có ông có lấy, cho ông kêu lấy 200 ngàn đó là cái chuyện buồn cười cảm ơn quý vị rất nhiều theo dõi uh, phần điểm tin năm nay uh, xin hẹn quý vị vào chương trình kỳ tới